kinh tế phát triển, nguồn nhân lực trở thành một nhu cầu thiết yếu trong tất cả mọi lĩnh vực lao động, kỹ thuật và quản lý. Đặc biệt, với xu thế mới của một nền kinh tế còn non trẻ và đang phát triển như Việt Nam, thì nguồn nhân lực về quản trị hiện vẫn là bài toán thiếu đáp số, chưa cân bằng được với tiến độ phát triển của các thành phần kinh tế tại Việt Nam. Là một trong những ngành đào tạo đã được sớm đưa vào hoạt động, khoa quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế về nguồn nhân lực quản trị. Khoa Quản trị Kinh doanh được thành lập ngày 18 tháng 3 1990 với 14 giáo viên đầu tiên trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị. Nhóm giáo viên dạy môn cơ sở khoa học quản lý thuộc bộ môn kế hoạch của khoa kế hoạch. Nhóm giáo viên của bộ môn thương phẩm học của khoa thương nghiệp và bộ môn luật kinh tế thuộc ban giám hiệu. Tại thời điểm đó, có thể nói đây là khoa quản trị kinh doanh đầu tiên được hình thành trong các trường đại học tại Việt Nam. Sau hơn 20 năm thành lập, khoa quản trị kinh doanh đã trải qua các chặng đường phát triển. Thời điểm năm 1990 cũng là giai đoạn chuyển mình của nền kinh tế đất nước từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường đối với các hoạt động của doanh nghiệp. Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trên yêu cầu phải xây dựng chương trình đào tạo bậc đại học ngành quản trị kinh doanh cho phù hợp với quan điểm chuyển đổi cơ chế quản lý của nhà nước. Nhiệm vụ mới mẻ, yêu cầu cao được đặt ra cho ngành học quản trị kinh doanh với mục tiêu đào tạo là phải bảo đảm tính hiện đại, tính thực tiễn và khả thi cao, thật sự không phải dễ dàng đối với một khoa mới thành lập. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian, khoa quản trị kinh doanh đã trở thành một ngành đào tạo có sức thu hút mạnh mẽ trong xã hội, tạo tiền đề để hàng loạt các trường đại học khác hình thành khoa quản trị kinh doanh. Giai đoạn từ năm 1992 đến 1996, cùng với những đổi thay trong cơ chế quản lý các mô hình kinh tế, khoa quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế thành phố đã đóng góp một nguồn nhân lực quan trọng theo yêu cầu của quá trình đổi mới cơ chế quản lý doanh nghiệp. Do đó, trong khoa quản trị kinh doanh nhanh chóng được phát triển và được xác định phải là khoa chủ lực và lớn trong trường. Và đây cũng là giai đoạn khoa quản trị kinh doanh phát triển tương đối mạnh với sự trẻ trung của khoa mới và toàn diện, tạo nền tảng vững chắc để kiêm nhiệm thêm những chức năng nhiệm vụ mới trong đào tạo, mở rộng và liên kết thêm một số bộ môn chuyên ngành trong lĩnh vực kinh tế, thực hiện tốt yêu cầu về đào tạo nguồn nhân lực trẻ, giỏi chuyên môn nghiệp vụ cho các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Giai đoạn từ tháng 9 năm 1996 đến năm 2000, khoa quản trị kinh doanh được bổ sung thêm nhiều thành viên từ bộ môn kinh tế, từ trường đại học tài chính kế toán, thay đổi một số tổ cơ cấu, tổ chức chuyên môn để hình thành những bộ môn chuyên ngành cho phù hợp với yêu cầu giảng dạy. Và từ năm 2000 đến nay, khoa quản trị kinh doanh đã phát triển trên nền tảng ổn định về nhân sự cũng như chất lượng đào tạo. Sau 20 năm thành lập và phát triển, khoa quản trị kinh doanh đã tập hợp được một đội ngũ cán bộ công chức lên đến 60 người, trong đó 5 phó giáo sư, 15 tiến sĩ, 26 thạc sĩ. Tỷ lệ trình độ cán bộ giảng dạy sau đại học đạt gần 80%. Ngoài ra, còn có hơn 30 giảng viên, thỉnh giảng là các giáo sư, tiến sĩ, nghiên cứu sinh làm cộng tác viên thường xuyên. Khi mới thành lập, khoa quản trị kinh doanh bao gồm 3 bộ môn: khoa học quản lý, luật và quản lý chất lượng. Vừa đào tạo, vừa nghiên cứu nhu cầu thực tế, vừa học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình đào tạo quốc tế, khoa đã có những điều chỉnh phù hợp theo từng giai đoạn phát triển, sáp nhập, thay đổi, luân chuyển. Cho đến nay, khoa quản trị kinh doanh đảm trách 2 chuyên ngành quản trị kinh doanh ở bậc đại học, đó là ngành quản trị kinh doanh tổng hợp và quản trị chất lượng. Hiện nay, khoa có khoảng 7.000 sinh viên các hệ đang theo học, 600 học viên cao học và 55 nghiên cứu sinh. Bên cạnh đó, hàng năm, khoa quản trị kinh doanh đều thực hiện chương trình đào tạo thạc sĩ theo kế hoạch của Trường Đại học Kinh tế thành phố. Cho đến nay, khoa đã tổ chức đào tạo thành công 26 khóa học chính quy, 16 khóa cao học, trong đó có 5 khóa được tổ chức tại Đại học Cần Thơ và hơn 20 nghiên cứu sinh đã bảo vệ luận án thành công trước hội đồng cấp nhà nước. Cách đây 9 đến 10 năm, quản trị kinh doanh vẫn là một khái niệm khá trừu tượng. Nó mang cho mọi người một cách nhìn khá phiến diện về một chức danh quản lý trong doanh nghiệp nào đó. Cách nhìn này được thay đổi nhiều khi hoạt động của các đơn vị và tổ chức, kinh tế, doanh nghiệp được phát triển. Xã hội đã biết và hiểu nhiều đến vai trò của hoạt động quản trị kinh doanh.
nhất là giới trẻ. Những người có khát vọng tham gia hoạt động kinh tế bằng trí tuệ được trang bị kiến thức tổng hợp để có khả năng phân tích, định hướng chiến lược. Tất cả những kiến thức cần thiết ấy được hội tụ đầy đủ trong khoa quản trị kinh doanh của nhà trường. Với những yêu cầu ngày một cao trong việc đào tạo nguồn nhân lực, cộng với số lượng ngày một tăng của học viên, khoa quản trị kinh doanh đã liên tục đổi mới và hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo theo hướng hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo toàn diện, hiệu quả. Với 6 bộ môn chính bao gồm chiến lược kinh doanh, quản trị nhân sự, quản trị sản xuất, quản trị dự án và tài chính, quản trị chất lượng và chuyển giao công nghệ, phương pháp nghiên cứu, khoa đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, khuyến khích nêu vấn đề, đối thoại trong giảng bài, thảo luận, thực hiện phương châm, học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, nhà trường gắn với doanh nghiệp. Nội dung chương trình được chuyển mạnh sang tăng cường hệ thức vận dụng thực tế, đặc biệt là hướng tới phát triển tư duy sáng tạo của sinh viên. Nhìn chung, hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của khoa quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế thành phố trong suốt thời gian qua đã có nhiều đóng góp quan trọng phục vụ việc quản lý và phát triển kinh tế tầm vĩ mô cũng như vi mô, qua đó cũng đã tác động tích cực đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Đội ngũ giảng viên của khoa ngày được nâng cao về kiến thức và phương pháp giảng dạy, năng lực tư vấn về đường lối chính sách quản trị doanh nghiệp cũng được nâng cao. Nhìn lại chặng đường 20 năm của khoa quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là một hệ thống các lớp bồi dưỡng quản trị kinh doanh hệ chính quy tại chức không chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh mà còn được mở rộng ra nhiều tỉnh thành, ra nhiều doanh nghiệp. Đặc biệt trong những năm gần đây, khoa quản trị kinh doanh đã đẩy mạnh hợp tác liên kết với nhiều trường đại học trên thế giới như chương trình liên kết đào tạo MBA với Đại học Pomona Hoa Kỳ, Đại học Quebec Canada. Đó là những chương trình đào tạo có tính chất mới nhưng lại rất quan trọng và cần thiết để đáp ứng nhu cầu của các mô hình kinh tế của giai đoạn chuyển tiếp của Việt Nam. Thành tích đáng tự hào của khoa quản trị kinh doanh không chỉ là những tấm bằng khen, giấy khen mà chính là sự trưởng thành của một bộ phận lớn các tổ chức đơn vị kinh tế, các thành phần doanh nghiệp. Bởi trong đó có sự đóng góp của khoa quản trị kinh doanh với nhiều thế hệ nhân sự đã và đang làm việc. Họ là nguồn nhân sự được đào tạo từ một môi trường chuyên nghiệp, có đủ trình độ và khả năng làm cho nền kinh tế Việt Nam phát triển đúng hướng.
lại đinh trăm năm trong người. Lời Bác Hồ căn dặn chúng ta, nhìn ánh mắt trẻ thơ hồn nhiên, từng nét chữ nghiêng nghiêng sân trường đang ấp ủ bao điều ước mơ. Vì thế ngày mai không ngại gì gian khó, nơi bao miền xa xôi gieo hạt giống cho đời. Vẫn hồi mai đến rồi, ngành giáo dục Việt Nam truyền mình hội nhập cùng thế giới. Chuyện xưa vẫn